Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Hôm nay ngày 15 tháng 2 cũng là ngày rằm tháng Giêng của năm Nhâm Dần, còn được gọi là ngày Tết Nguyên Tiêu. Kính thưa quý vị, là một trong những ngày rằm rất quan trọng đối với văn hóa cổ truyền Việt Nam. Vào dịp này, mỗi nhà đều chuẩn bị những mâm cổ cúng rất thành tâm và đầy đủ. Năm nay quý vị đã chuẩn bị cho Tết Nguyên Tiêu như thế nào? Hãy cho chúng tôi hay trong phần phản hồi nhé. Trong bản tin của ngày 15 tháng 2, mời quý vị theo dõi các tin chính sau đây. Canada kích hoạt và sử dụng đạo luật khẩn cấp lần đầu, đóng băng các tài khoản hỗ trợ cho đoàn xe biểu tình và đối phó với phong tỏa. Ontario và Saskatchewan chấm dứt bằng chứng tiêm chủng. Ontario mở cửa sớm hơn và cho phép các vị thành niên từ 12 đến 17 tuổi đi tiêm mũi tăng cường. Vũ khí và đạn dược bị thu giữ sau khi 12 người bị bắt tại khu vực biên giới Coos. Giá xăng ở Canada tăng cao kỷ lục không có hồi kết. Ông Joe Biden và Johnson nói rằng họ vẫn hy vọng về một thỏa thuận ngoại giao đối với khủng hoảng tại Ukraine. Tổng thống Ukraine tuyên bố ngày thống nhất vào ngày 16 tháng 2 được trích dẫn là ngày xâm lược có thể xảy ra. Liên quan tới cuộc bầu cử Úc năm 2022, bản gián điệp của nước nào định chi phối chính trị của Australia? Uống rượu champagne có pha ecstasy khiến cho một người chết và 8 người nhập viện ở Đức. Vì sao lãnh đạo Việt Nam giữ các lễ của Phật giáo và của tín ngưỡng truyền thống? Và cùng với nhiều bản tin khác, nhưng ngay bây giờ chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin trong nước. Thưa quý vị, Canada lần đầu tiên kích hoạt đạo luật khẩn cấp, đóng băng các tài khoản bị nghi ngờ để hỗ trợ phản ứng với đoàn xe biểu tình. Thủ tướng Justin Trudeau đã sử dụng quyền hạn khẩn cấp chưa từng sử dụng trước đây để hỗ trợ các tỉnh chấm dứt các cuộc phong tỏa và rối loạn công cộng mà đã kéo dài 18 ngày ở thủ đô Ottawa gây ra bởi đoàn xe tự do. Trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Hai, ông Trudeau thông báo rằng ông đang khởi động đạo luật khẩn cấp sau các cuộc thảo luận với nội các liên bang, cuộc họp kín quốc gia của đảng tự do, các thủ hiến và các nhà lãnh đạo đối lập. Thủ tướng Trudeau cho biết các biện pháp này không bao gồm việc kêu gọi quân đội hoặc lấn át các quyền công dân. Thủ tướng nói thêm rằng, đạo luật này sẽ cho phép cảnh sát hoàng gia RCMP thực thi các quy định của thành phố và xử lý các hành vi vi phạm cấp tỉnh. Và cơ quan dịch vụ biên giới Canada đang từ chối những người không phải là người Canada mà cố gắng vượt qua để tham gia các cuộc phong tỏa. Thủ tướng Trudeau cũng tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp hỗ trợ kinh doanh trong những ngày tới cho các công ty địa phương ở Ottawa đã buộc phải đóng cửa do các lệnh phong tỏa. Nhiều người trong số đó đã nhiều lần từ chối tuân theo các biện pháp y tế công cộng. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính là bà Chrystia Freeland cho biết, theo phạm vi của đạo luật, chính phủ liên bang hiện đang mở rộng thêm các luật chống tài trợ khủng bố của Canada và mở rộng các luật nhắm vào số tiền thu được từ các hoạt động tội phạm để áp dụng cho các trang web huy động vốn từ cộng đồng. Bà Freeland cho biết thêm, chính phủ đang ban hành lệnh có hiệu lực ngay lập tức theo đạo luật khẩn cấp cho phép các tổ chức tài chính của Canada tạm thời ngừng cung cấp các dịch vụ tài chính nếu nghi ngờ rằng một tài khoản nào đó đang được sử dụng để tiếp tục các hoạt động phong tỏa và chiếm đóng bất hợp pháp. Bà Freeland cho biết thêm, chính phủ hiện cũng đang chỉ đạo các tổ chức tài chính Canada xem xét các mối quan hệ của họ với bất kỳ ai liên quan đến các cuộc phong tỏa bất hợp pháp và báo cáo cho RCMP hoặc Dịch vụ Tình báo An ninh CSIS. Các tổ chức liên bang cũng đang nhận được thẩm quyền mới rộng rãi để chia sẻ thông tin về bất kỳ ai bị nghi ngờ có liên quan đến các cuộc phong tỏa với các ngân hàng và tổ chức tài chính của Canada. Bộ trưởng Tư pháp là ông David Lametti nhấn mạnh tính chất tạm thời của các biện pháp này kéo dài trong 30 ngày và cho biết chính phủ sẽ tuân thủ yêu cầu được quy định trong luật cho cả hai bên. Chính phủ cũng sẽ thành lập một ủy ban giám sát của Quốc hội trong những ngày tới để giám sát cách các quyền hạn được ban hành theo đạo luật đang được thực thi. Đạo luật khẩn cấp và các biện pháp liên quan có tác dụng ngay lập tức. Thủ tướng Trudeau cho biết, đạo luật khẩn cấp liên bang bao gồm tất cả các khu vực của đất nước. Các biện pháp được đưa ra theo luật sẽ chỉ được áp dụng ở những khu vực bị phong tỏa và những nơi mà cảnh sát quyết định họ muốn sử dụng các công cụ bổ sung. Một ví dụ là khả năng yêu cầu các công ty kéo xe tham gia các cuộc phong tỏa để giúp đỡ. Lãnh đạo tạm thời của đảng bảo thủ là bà Candice Bergen cho biết, đảng bảo thủ sẽ xem xét chi tiết cụ thể của các biện pháp khi quyết định có ủng hộ chúng hay không. Thoạt nhìn thì bà cho biết mình lo ngại rằng đạo luật này sẽ làm bùng phát căng thẳng hơn là xoa dịu chúng. Trong khi đó thì cầu biên giới Canada-Hoa Kỳ Ambassador đã mở cửa trở lại. Các xe tải thương mại và các phương tiện khác đã có thể di chuyển tự do qua cầu Ambassador, được mở cửa trở lại vào thứ Hai, với cảnh sát ở Windsor, tỉnh Ontario vẫn đang theo dõi chặt chẽ tuyến đường biên giới quốc tế đông đúc này. Các xe tải thương mại lớn và các phương tiện nhỏ hơn tấp nập ra vào cầu với cảnh sát hỗ trợ chỉ đạo giao thông. Nhưng cảnh sát Windsor cũng đã đưa ra cảnh báo rằng việc thực thi pháp luật vẫn đang diễn ra trong khu vực và sẽ không khoan nhượng đối với hoạt động bất hợp pháp nào. Cầu Ambassador chứng kiến hàng trăm triệu đô la nhập khẩu và xuất khẩu qua nó mỗi ngày, và các chính trị gia ở cả hai bên biên giới đã chỉ trích tác động kinh tế của cuộc biểu tình ngăn chặn nhịp cầu. Trong căng thẳng giữa Ukraine và Nga, Canada đang gửi viện trợ có sát thương cho Ukraine giữa mối đe dọa xâm lược của Nga. Canada đang gửi các thiết bị gây sát thương và đạn dược trị giá 7,8 triệu đô la tới Ukraine trong bối cảnh Nga tiếp tục làm leo thang căng thẳng trong khu vực này, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết vào hôm thứ Hai. Ngoài ra, thì Canada sẽ gửi cho Ukraine khoản vay 500 triệu đô la, ngoài 120 triệu đô mà chính phủ đã hứa trước đó. Chúng tôi không muốn đối đầu với Nga, nhưng tình hình đang trở nên căng thẳng nhanh chóng và chúng tôi đang thể hiện quyết tâm của mình, Thủ tướng Trudeau nói. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi của Canada. Quốc gia này đã từ chối gửi bất kỳ viện trợ gây sát thương nào cho Ukraine vào đầu tháng này. Vào thời điểm đó, thì Canada chỉ gửi cho Ukraine viện trợ không gây sát thương, là một quyết định đã thu hút sự chỉ trích vì Ukraine đã yêu cầu cụ thể được trợ giúp các vũ khí gây sát thương. Nga đã và đang xây dựng lực lượng của mình gần Ukraine với hơn 100.000 quân xếp dọc biên giới. Trong khi đó, thì đài CBS đưa tin vào hôm thứ Hai rằng quân đội Nga hiện đang rời các điểm tập kết của họ và chuyển sang vị trí tấn công, là một bước leo thang mới nhất trong hành động gây hấn đang diễn ra của Nga đối với Ukraine. Khi căng thẳng tiếp tục leo thang, các quốc gia đã kêu gọi công dân của họ trở về nhà. Ontario chấm dứt bằng chứng tiêm chủng, mở cửa sớm hơn và cho phép người dân từ 12 cho tới 17 tuổi đi tiêm mũi tăng cường. Thủ hiến Ontario Dodd-Ford đã thông báo vào hôm thứ Hai cho biết tỉnh sẽ kết thúc hệ thống hộ chiếu vaccine COVID-19 bắt đầu từ ngày 1 tháng 3. Tuy nhiên, quy định về khẩu trang vẫn được duy trì. Giới hạn công suất trong tất cả các nơi công cộng trong nhà cũng sẽ được dỡ bỏ. Ngoài ra, giai đoạn mở cửa nền kinh tế bước 2 sẽ được bắt đầu sớm hơn vào ngày 17 tháng 2 thay vì là ngày 21 tháng 2. Ontario cũng đang mở rộng khả năng đủ điều kiện cho liều tăng cường vaccine COVID-19 cho thanh thiếu niên từ 12 cho tới 17 tuổi. Chính phủ cho biết, bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ Sáu thì các cuộc hẹn có thể được đặt qua hệ thống của tỉnh, cũng như các hiệu thuốc đang thực hiện tiêm các mũi Pfizer. Cuộc hẹn có thể được đặt nếu mà người này đã tiêm mũi thứ hai ít nhất 168 ngày trước. Bắt đầu từ thứ Năm thì giới hạn sức chứa sẽ xóa bỏ tại một loạt các cơ sở trong nhà, đó là những nơi từng cần có bằng chứng về tiêm chủng, bao gồm nhà hàng, quán bar và các cơ sở ăn uống khác không có khiêu vũ, các nhà bán lẻ, bao gồm các trung tâm mua sắm, các phòng tập thể dục và các khu vực không dành cho khán giả của các cơ sở thể thao, những rạp chiếu phim, không gian hội họp và sự kiện, viện bảo tàng, phòng trưng bày, thủy cung, vườn thú và các địa điểm tham quan tương tự. Kế đến là sòng bạc, phòng chơi lô tô và các cơ sở trò chơi khác, các dịch vụ tôn giáo, nghi thức và nghi lễ. Và đồng thời, giới hạn tụ tập xã hội sẽ tăng lên 50 người trong nhà và 100 người ở ngoài trời. Các sự kiện công cộng được tổ chức sẽ được giới hạn ở 50 người ở trong nhà, không có giới hạn ở ngoài trời. Trong khi đó, thì các giới hạn sức chứa tại các đấu trường thể thao, địa điểm hòa nhạc và nhà hát sẽ được giới hạn ở mức 50%. Tại tỉnh Quebec, Thủ hiến François Legault hôm thứ Hai cho biết ông không muốn thấy đạo luật khẩn cấp liên bang được áp dụng ở tỉnh Quebec. Chúng tôi không có bất kỳ vấn đề nào ở Quebec cho đến nay. Cảnh sát Quebec vẫn đang kiểm soát tốt tình hình, Thủ hiến Legault nói về các cuộc biểu tình ôn hòa diễn ra ở Montreal vào cuối tuần qua và ở thành phố Quebec vào cuối tuần trước. Ông nói thêm về tình hình ở Ottawa. Tôi có thể hiểu rằng mọi chuyện đã vượt quá mức cho phép ở Ottawa. Bạn có thể phản đối, nhưng bạn không thể làm những gì họ đã làm trong 2 tuần. nhưng Thủ hiến Legault cho biết việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp ở tỉnh Quebec sẽ chia rẽ những người Quebec và đúng thời điểm mà ông muốn gắn kết họ lại với nhau bằng cách giảm dần các hạn chế về sức khỏe cộng đồng. Thủ hiến của Alberta, Manitoba và Saskatchewan vào hôm thứ Hai cũng đã lên tiếng phản đối áp dụng lệnh khẩn cấp liên bang. Một số người biểu tình rời khỏi cơ quan lập pháp Manitoba, nhiều người khác vẫn tiếp tục phản đối. Những người tổ chức cuộc biểu tình ở phía bên ngoài của cơ quan lập pháp Manitoba cho biết một số người biểu tình đang chuẩn bị đi về nhà nhưng mà vẫn còn nhiều người ở lại. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai, những người tổ chức cuộc biểu tình cho biết họ đã quyết định rời khu vực này sau khi Manitoba có kế hoạch dỡ bỏ các hạn chế về sức khỏe cộng đồng. Trong khi nhiều người tham gia cuộc biểu tình đã trở về với gia đình của họ, thì một số tài xế xe tải đường dài có kế hoạch ở lại ở phía bên ngoài của nhà lập pháp Manitoba để tiếp tục cuộc phản đối. Cuộc biểu tình đã khiến cho dân cư rất khó chịu vì phải đối phó với tiếng còi xe hàng giờ và các đường phố trung tâm của thành phố bị tắc nghẽn. Vào chiều ngày thứ Bảy, đã có hàng trăm cư dân tới cơ quan lập pháp để tham gia một cuộc biểu tình phản đối lại cuộc biểu tình của các tài xế của đoàn xe. Thị trưởng Ottawa cho biết các tài xế xe tải đã đồng ý rời khỏi các khu dân cư. Vào ngày thứ Hai, Thị trưởng Jim Watson cho biết họ đã đạt được một thỏa thuận với chủ tịch của cuộc biểu tình đoàn xe tự do. Cuộc biểu tình đã kéo dài 17 ngày chống lại các quy định vaccine COVID-19 và các biện pháp y tế công cộng khác đã phong tỏa khu vực trung tâm của thành phố và đóng cửa các con đường, các cơ sở kinh doanh, trung tâm Rideau và một phòng khám tiêm chủng COVID-19. Văn phòng thị trưởng nói với các ủy viên của hội đồng vào chiều ngày Chủ nhật rằng một thỏa thuận đã đạt được thông qua các cuộc đàm phán bí mật trong cuối tuần qua. Thỏa thuận sẽ yêu cầu các phương tiện ra khỏi đường dân cư trong những ngày tới. Ông Watson yêu cầu các nhà tổ chức giới hạn chu vi của cuộc biểu tình ở đường Wellington, giữa đường Elgin và đường Sir John A. MacDonald. Một lá thư gửi tới thị trưởng Watson vào ngày thứ Bảy, Chủ tịch của Freedom Convoy Tamara Leach cho biết các nhà tổ chức đang làm việc để có được sự chấp thuận từ các tài xế xe tải. Ông Watson nói rằng ông muốn thấy những bằng chứng rõ ràng rằng đoàn xe tải sẽ rời khỏi các đường của dân cư trước 12 giờ đêm thứ Hai. Thị trưởng cho biết ông sẽ gặp bà Leach và những người tổ chức để thảo luận về mối quan tâm của họ nếu họ đáp ứng được 3 điều kiện. Điều kiện 1 là di chuyển tất cả xe tải khỏi các khu dân cư ở phía nam của Wellington Street và khỏi tất cả các khu vực khác, bao gồm cả chợ, sân vận động bóng chai Ottawa. Điều kiện 2 là đồng ý không lấp đầy các khu dân cư hiện có xe tải, các phương tiện khác hoặc là người biểu tình. Điều thứ 3 là đồng ý không di chuyển đoàn xe tải, xe cộ và người biểu tình đến các khu dân cư khác trong thành phố Ottawa. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Watson đã khẳng định sẽ không có bất kỳ thỏa thuận nào với ban tổ chức và ông thừa nhận sẽ có chỉ trích vì ông đồng ý đàm phán với các nhà tổ chức, những người đã gây ra việc chiếm đóng các con đường ở trung tâm của thành phố Ottawa. Vũ khí, đạn dược bị thu giữ sau khi 12 người bị bắt tại khu vực biên giới Coos. Cảnh sát Hoàng gia Alberta RCMP cho biết họ đã bắt giữ 12 người sau cuộc điều tra tại cửa khẩu Coos đã dẫn tới việc thu giữ hơn 10 khẩu súng dài, súng cầm tay và đạn dược và áo giáp. Trong một bản tin sáng thứ Hai, RCMP cho biết họ mới biết tới một nhóm nhỏ có tổ chức trong những người tham gia vào cuộc biểu tình lớn hơn ở biên giới Coos. Giám đốc RCMP Alberta Roberta McHale cho biết có một nhóm nhỏ hơn đã đến sau nhóm biểu tình đầu một vài ngày. Cảnh sát Hoàng gia Canada RCMP cho biết trong một báo cáo với báo chí rằng nhóm này được cho là sẵn sàng sử dụng vũ khí để chống lại cảnh sát nếu có bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá vỡ cuộc phong tỏa. Điều này đã dẫn tới một cuộc điều tra ngay lập tức để xác định mức độ của mối đe dọa và tổ chức tội phạm. Một lệnh khám xét đã được thực hiện vào sáng sớm ngày thứ Hai trên 3 xe kéo mà RCMP biết là có liên quan tới tổ chức tội phạm. Các vật sau đây đã bị thu giữ: 13 khẩu súng dài, nhiều súng ngắn, nhiều bộ áo giáp, một con dao rựa, một số lớn đạn dược, băng đạn dung lượng lớn. Cảnh sát cho biết 12 người đã bị bắt và tạm giam do kết quả của cuộc điều tra này. Dữ liệu bị xâm nhập từ đoàn xe cho thấy hơn một nửa số tiền quyên góp đến từ Hoa Kỳ. Mặc dù người Canada đã quyên góp nhiều tiền hơn người Mỹ, Hơn một nửa số tiền quyên góp cho cuộc biểu tình của đoàn xe tự do được thực hiện thông qua trang web huy động vốn cộng đồng GiveSendGo là đến từ Hoa Kỳ. Dữ liệu sau khi bị hack, xâm nhập vào bất hợp pháp và được phát hành công khai vào tối Chủ nhật, làm sáng tỏ danh tính của hàng ngàn nhà tài trợ cho chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng. Dữ liệu bao gồm quốc gia của các nhà tài trợ, cho thấy 55,7% trong số 92.844 khoản quyên góp được công khai đến từ các nhà tài trợ ở Hoa Kỳ, trong khi chỉ có 39% đến từ các nhà tài trợ ở Canada. Nhưng trong khi các khoản quyên góp của Hoa Kỳ bao gồm một số khoản đóng góp lớn, người Canada thực ra đã góp nhiều tiền hơn cho cuộc biểu tình của đoàn xe khi tính tổng cộng. Trong số 8,4 triệu đô la Mỹ quyên góp được nêu chi tiết trong dữ liệu, có 4,3 triệu đô la Mỹ, tức là 52,5% tổng số tiền đến từ Canada. Trong khi 3,6 triệu đô la Mỹ, tức là 44,2% của tổng số tiền đến từ Mỹ. Các quốc gia khác thậm chí không thể so sánh được. Vương quốc Anh có số lượng nhà tài trợ lớn thứ ba, với 1.831 khoản quyên góp với tổng trị giá là 77.065 đô la. Những người dùng mà cố gắng truy cập trang givesendgo.com để quyên góp vào đêm Chủ nhật ngay lập tức được chuyển đến miền givesendgo.wtf. Ở đó thì một đoạn video về bộ phim Frozen của Disney đã bắt đầu được phát, với một thông báo có đề cập đến GiveSendGo Grifters and Patriots, tức là những người lừa đảo và thù hận, và một liên kết đến dữ liệu của các nhà tài trợ đã bị đột nhập vào xuất hiện bên dưới video. Phải mất vài giờ trước khi GiveSendGo giành lại quyền kiểm soát miền của mình và đăng một thông báo trên trang chính cho biết trang web đang ngoại tuyến để bảo trì và nâng cấp máy chủ. Trong số những người quyên góp từ các quốc gia khác, bao gồm đến từ nước Úc đã quyên góp trên 33.000 đô la và từ nước Đức đã quyên góp trên 24.000 đô la. Tại Alberta, một số học sinh và phụ huynh lo lắng khi quy định khẩu trang được gỡ bỏ ở trường học. Khi một số người nói rằng họ hoan nghênh bước tới sự bình thường, nhưng những người khác lại nói rằng họ lo lắng về vấn đề này, thứ mà đã trở thành một vấn đề gây chia rẽ và mang tính chính trị. Emma Steven, một bà mẹ hai con đến từ Lethbridge, Alberta cho biết có rất ít thông tin về tình hình hoạt động của các trường học. Vì vậy, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng cá nhân tôi thì không tin rằng mọi việc sẽ ổn, vì khi bạn ngưng thực hiện các biện pháp giảm thiểu thì các ca lây nhiễm sẽ tăng lên. Chính phủ đã thông báo vào tuần trước rằng bắt đầu từ ngày thứ hai thì học sinh ở các trường học sẽ không còn bắt buộc phải đeo khẩu trang. Ngoài ra thì trẻ em từ 12 tuổi trở xuống không phải đeo mặt nạ trong bất kỳ bối cảnh nào. Các giáo viên sẽ có tùy chọn không đeo khẩu trang khi quy định khẩu trang trên toàn tỉnh được dỡ bỏ bắt đầu từ ngày 1 tháng 3. Đây cũng là lúc mà các yêu cầu còn lại của nhà trường, chẳng hạn như là chia nhóm, cũng sẽ kết thúc. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Adriana Legrand cho biết trong một bức thư được đăng tải ở trên Twitter vào tuần trước, số trường học chuyển sang học tại nhà do dịch COVID-19 bùng phát trong vài tuần qua đã có xu hướng giảm. Hiệp hội giáo viên Alberta cho biết sự lây nhiễm trong cộng đồng đã không giảm đáng kể. Vào chiều ngày thứ Hai, một số học sinh đã lên kế hoạch để rời khỏi lớp sớm và biểu tình tại cơ quan lập pháp để ủng hộ các giáo viên và nhân viên y tế. Tỉnh Saskatchewan bỏ bằng chứng yêu cầu tiêm chủng. Lệnh y tế công cộng của chính phủ Saskatchewan yêu cầu bằng chứng đã tiêm phòng hoặc bằng chứng về xét nghiệm COVID-19 âm tính để vào hầu hết các tòa nhà công cộng đã hết hiệu lực lúc 12 giờ 01 sáng thứ Hai. Các biện pháp đã được đưa ra vào tháng 10 năm ngoái để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Người dân vẫn có thể lưu bằng chứng về hồ sơ tiêm chủng và mã QR của họ trên eHealth Saskatchewan. Chính phủ vẫn đang khuyến khích người dân đi tiêm phòng và tiêm nhắc lại để giảm lây truyền. Các chuyên gia cho biết tỷ lệ tiêm vaccine có thể sẽ giảm nếu tỉnh gỡ bỏ các lệnh y tế. Ottawa đầu tư 672.000 đô la vào việc tiếp cận vaccine ở Nova Scotia và Đại Tây Dương Canada. Ottawa đang đầu tư 672.000 đô la vào các tổ chức ở Nova Scotia để thúc đẩy việc tiêm vaccine COVID-19 trong các cộng đồng chưa được tiêm chủng đủ trên toàn tỉnh và khu vực Đại Tây Dương. Nghị sĩ Đảng Tự do cho Halifax là ông Andy Fillmore hôm nay tuyên bố số tiền này sẽ được đầu tư vào 3 chương trình tiếp cận cộng đồng thông qua Quỹ Đối tác Tiêm chủng Liên bang để giải quyết tình trạng do dự vaccine và các thông tin sai lệch về vaccine. Ông Fillmore cho biết, mục tiêu của quỹ là bảo đảm quyền tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19. Maria Kane là một nhà quản lý Hiệp hội Dịch vụ Nhập cư của Nova Scotia cho biết, 226.000 đô la sẽ được sử dụng để nhắm tới những người mới đến Canada bằng cách tạo ra các công cụ phù hợp về mặt văn hóa để giải quyết những mối lo về vaccine trong cộng đồng nhập cư. Tại khu vực Halifax, Mainline, một chương trình của Trung tâm Hữu nghị Bản địa Mi'kmaq sẽ sử dụng 123.000 đô la được phân bổ của mình để tập trung vào những người sử dụng ma túy và những người bản địa sống ở các thành phố. Đồng thời thì giám đốc khoa học Brian Jameson của trung tâm Discovery Center cho biết, bảo tàng có kế hoạch sử dụng 323.000 đô la được trao tặng để tiếp cận các nhà lãnh đạo trong các cộng đồng người da đen, người bản địa và nhóm LGBTQ nhằm tạo nguồn lực giáo dục cho tỉnh và khu vực Đại Tây Dương lớn hơn. Giá xăng ở Canada tăng cao kỷ lục không có hồi kết. Chi phí nhiên liệu đã tăng chóng mặt trên toàn quốc với nhiều tỉnh ở Canada đạt mức cao kỷ lục. Các chuyên gia cảnh báo với quá nhiều sự không chắc chắn xung quanh căng thẳng địa chính trị, tình trạng này vẫn chưa có hồi kết. Patrick DeHaan, trưởng của bộ phận phân tích dầu khí tại Gasbody, cho biết có vẻ như là cơn đau sẽ trở nên tồi tệ hơn. Hiệp hội Xe hơi Canada cho biết do giá dầu thô đã đạt mức cao nhất trong 7 năm và xung đột giữa Ukraine và Nga đang ở mức đỉnh điểm, cho nên giá trung bình tại các máy bơm đã đạt mức trung bình toàn quốc là gần 1,55 đô la mỗi 1 lít. Với nhu cầu cao và nguồn cung thấp, mọi người lo ngại về việc Nga, nhà cung cấp dầu chính của thế giới, cắt giảm các lô hàng để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây. Khi nói đến các cuộc biểu tình và đóng cửa biên giới do những người phản đối của đoàn xe tải gây ra mà đất nước Canada gần đây đang phải đối phó, tiến sĩ Werner Entwistle từ University of British Columbia không dự đoán một sự ảnh hưởng lây đến giá xăng vì việc vận chuyển dầu thường không liên quan đến xe tải. Newfoundland, British Columbia và Quebec hiện nay có giá xăng cao nhất so với các nơi khác tại Canada, với giá ở Vancouver đạt tới 1 đồng 80 xu mỗi 1 lít vào cuối tuần. Tại thủ đô Canada, giá hiện nay đang cao hơn mức trung bình toàn quốc là 1 đồng 56 mỗi 1 lít. Tại thành phố Toronto thì giá xăng hiện nay là 1 đồng 60 xu 1 lít. Vậy thì khi nào giá nhiên liệu sẽ giảm? Về mặt địa chính trị có nhiều sự bất ổn. Điều này khiến cho các chuyên gia gần như không thể nói chắc chắn khi nào giá sẽ giảm. Trên thực tế thì ông DeHaan dự đoán giá thậm chí còn sẽ tăng cao hơn khi thời tiết ấm hơn đang tới ở một số vùng của Canada. Ontario dự báo thâm hụt trong năm nay xuống còn 13,1 tỷ đô la. Ontario dự kiến thâm hụt 13,1 tỷ đô la trong năm tài chính này, giảm so với dự báo cuối cùng của tỉnh, chủ yếu là do doanh thu cao hơn. Về mặt tài chính của quý 3 công bố hôm thứ Hai, Bộ trưởng Tài chính Peter Bedlin-Falvey cho biết chính phủ đã đầu tư phần lớn khoảng 2,7 tỷ đô la vào quỹ cứu trợ COVID-19 được công bố như là một phần của báo cáo kinh tế vào mùa thu. Chỉ còn lại khoảng 500 đô la cho phần còn lại của năm tài chính, kết thúc vào ngày 31 tháng 3. Số tiền này đã được chuyển đến các bệnh viện, tiền hoàn thuế tài sản và năng lượng cho các doanh nghiệp, trợ cấp kinh doanh nhỏ, nhà chăm sóc dài hạn và đào tạo cho nhân viên chăm sóc cá nhân. Dự báo thâm hụt năm 2021-22 thấp hơn 8,4 tỷ đô la so với báo cáo kinh tế của mùa thu của Ontario, với doanh thu vượt qua mức dự kiến 8 tỷ đô la vào thời điểm đó. Doanh thu tăng chủ yếu là đến từ thuế do hoạt động kinh tế mạnh hơn mong đợi. GDP thực tế của Ontario tăng 1,4% trong quý 3 của năm 2021, thấp hơn 1,2% so với quý 4 của năm 2019. Nhiều chỉ số kinh tế khác như là việc làm, bán lẻ, thương mại, bán buôn và doanh số sản xuất hiện nay đang cao hơn hoặc là gần với mức trước đại dịch. Bản cập nhật tài chính được đưa ra không lâu trước ngân sách dự kiến của tỉnh. Ngân sách này phải được lập bản trước ngày 31 tháng 3. Văn phòng giải trình tài chính của Ontario đã công bố một báo cáo vào tuần trước dự đoán mức thâm hụt nhỏ hơn so với dự báo trước đó của chính phủ, phần lớn là do doanh thu tăng. Văn phòng tài chính Ontario dự kiến thâm hụt ngân sách là 2,8 tỷ đô la vào năm 2023-2024, so với ước tính của chính phủ vào mùa thu năm ngoái là 11,4 tỷ đô la. Tuyên bố kinh tế mùa thu của chính phủ dự báo doanh thu thấp hơn nhiều so với đánh giá của Văn phòng Tài chính Ontario và Cơ quan Giám sát Tài khóa cho biết một số khoản chênh lệch đó lên tới 1,7 tỷ đô la trong năm 2023-2024 có thể là khả năng cắt giảm thuế không báo trước. Thủ hiến đã hứa sẽ cắt giảm thuế khí đốt của tỉnh trước khi có ngân sách tiếp theo. Ngoài ra, đảng bảo thủ cấp tiến cũng hứa sẽ cắt giảm thuế thu nhập trong đợt bầu cử của năm 2018 của họ. Cập nhật tình hình Covid ở Canada. Tính tới tối ngày 14 tháng 2, Canada báo cáo có thêm 5.911 ca Covid-19 mới vào ngày thứ Hai và 9.063 ca vào ngày Chúa Nhật, nâng tổng số ca Covid-19 của Canada lên 3.204.250 ca. Hiện nay thì có 136.375 ca còn bệnh và có thêm 141 ca tử vong được ghi nhận trong 2 ngày qua. Tổng số ca tử vong là 35.580 cho đến nay. Đến nay đã có hơn 79,8 triệu mũi vaccine đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó đã có hơn 32,4 triệu người hay là hơn 84,8% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và 80% dân số đã tiêm đủ 2 liều. Có hơn 43,5% dân số đã tiêm mũi thứ ba. 89,2% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm 1 liều và 84,1% đã tiêm 2 liều. Tỉnh Alberta kể từ ngày thứ Sáu, tỉnh đã báo cáo có 2.647 ca mới, bao gồm 635 ca của ngày thứ Hai. Vào cuối tuần qua, thì 35 trường hợp tử vong mới được báo cáo tại tỉnh này. Tại tỉnh BC ghi nhận có 2.701 ca mắc mới trong 72 giờ qua, bao gồm 667 ca bệnh mới được báo cáo vào ngày thứ Hai. Tỉnh có 17 ca tử vong mới. Manitoba, trong 24 giờ qua, tỉnh đã báo cáo có thêm 188 ca mắc mới. Kể từ ngày thứ Sáu, 18 trường hợp tử vong mới liên quan tới virus đã được báo cáo. Tại tỉnh Ontario đã báo cáo có 1.765 ca nhiễm mới và 8 ca tử vong. Tỉnh Quebec báo cáo có 1.431 ca bệnh mới và 17 ca tử vong. New Brunswick, các quan chức y tế đã công bố tổng cộng có 190 ca bệnh mới và 2 ca tử vong vào ngày thứ Hai. Nova Scotia có 158 ca nhiễm mới và 7 ca tử vong. Newfoundland và Labrador vào cuối tuần qua, tỉnh đã báo cáo có 174 ca bệnh mới và 4 ca tử vong mới. Yukon báo cáo có 37 ca bệnh mới từ ngày thứ Sáu. Nunavut thì có 120 ca bệnh mới trong 3 ngày qua. NWT có 335 ca bệnh mới trong những ngày cuối tuần. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Trong bản tin Thế giới, mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau đây. Ông Joe Biden và Johnson nói rằng họ vẫn hy vọng về một thỏa thuận ngoại giao đối với khủng hoảng tại Ukraine. Tổng thống Ukraine tuyên bố ngày thống nhất vào ngày 16 tháng 2 được trích dẫn là ngày xâm lược có thể xảy ra. NATO cân nhắc đều thêm binh lính ở sườn Đông Nam do mối đe dọa từ Nga. Tin liên quan tới bầu cử của Úc năm 2022, mạng gián điệp của nước nào định chi phối chính trị tại Australia. Tại Đức, uống rượu champagne có pha ecstasy khiến cho một người chết và 8 người nhập viện. Thực vật phát triển mạnh cho thấy Nam Cực đang ấm lên và đang trải qua thay đổi lớn. Vì sao lãnh đạo Việt Nam giữ các lễ của Phật giáo và của tín ngưỡng truyền thống? Ở Mexico đã xảy ra sự kiện kết hôn hàng loạt của hàng trăm người nhưng ngày lễ tình nhân. Nhưng trước hết, Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin thế giới liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trong tình hình căng thẳng giữa Ukraine và Nga, Tổng thống Biden và Thủ tướng Johnson nói rằng vẫn còn hy vọng về thỏa thuận ngoại giao. Các nhà lãnh đạo Mỹ và Vương quốc Anh cho biết không phải hết hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine, nhưng cảnh báo rằng tình hình vẫn còn mong manh. Trong cuộc gọi kéo dài 40 phút, Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Boris Johnson đồng ý rằng một thỏa thuận vẫn có thể thực hiện được, bất chấp một điệp khúc cảnh báo về hành động quân sự sắp xảy ra của Nga. Nga luôn bác bỏ là họ có kế hoạch xâm lược Ukraine, bất chấp việc điều quân ồ ạt hơn 100.000 quân ở biên giới. Hôm thứ Hai, thì Ngoại trưởng nước này cho biết ngoại giao còn lâu mới cạn kiệt. Hơn một chục quốc gia đã kêu gọi công dân của họ rời khỏi Ukraine, và Mỹ cho biết các cuộc không kích có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Nhưng trong cuộc trò chuyện giữa họ, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng vẫn còn một cửa sổ quan trọng cho ngoại giao, theo một tuyên bố của phố Downing. Thủ tướng và Tổng thống Biden đã cập nhật cho nhau về các cuộc thảo luận gần đây của họ với các nhà lãnh đạo thế giới. Họ đồng ý rằng vẫn còn một cửa sổ quan trọng cho ngoại giao và để Nga lùi bước các mối đe dọa đối với Ukraine. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc xâm nhập nào nữa vào Ukraine sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng kéo dài đối với Nga, với thiệt hại sâu rộng cho cả Nga và thế giới, tuyên bố cho biết thêm. Ông Johnson được báo cáo nói rằng Vương quốc Anh đã sẵn sàng làm mọi thứ có thể để giúp đỡ. Và Tổng thống Biden đã trả lời, chúng tôi sẽ không đi đâu nếu không có bạn. Thủ tướng Johnson dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp CFRA vào thứ Ba để thảo luận về phản ứng của Vương quốc Anh trước những áp lực này. Trong các diễn biến khác, thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc là Antonio Guterres đã cảnh báo chống lại những lời hùng biện mang tính kích động và cho biết ông sẽ không để mất bất kỳ cơ hội nào có thể có được trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Tổng thống Ukraine là Zelensky đã có một bài phát biểu thách thức đến quốc gia, tuyên bố ngày 16 tháng 2 là ngày mà được các quan chức Mỹ trích dẫn là ngày mà Nga có thể tấn công vào, là một ngày thống nhất. Lầu Năm Góc cho biết Nga đang tăng cường triển khai quân sự gần biên giới Ukraine và Tổng thống Putin có nhiều lựa chọn nếu muốn sử dụng vũ lực. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kiev đang được di tản hoàn toàn và di dời đến thành phố Lviv phía Tây. Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói với ông Putin rằng một số cuộc tập trận quân sự của nước này gần biên giới Ukraine đã kết thúc và những cuộc tập trận khác sắp kết thúc, và đã hỏi liệu có cơ hội đạt được thỏa thuận với phương Tây hay không. Ngoại trưởng Nga là ông Sergei Lavrov cho biết các khả năng còn lâu mới cạn kiệt, chắc chắn không nên tiếp tục vô thời hạn, nhưng tôi đề nghị tiếp tục xây dựng. Những bình luận của ông Lavrov được đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin đang được coi là một sự nhượng bộ rõ ràng rằng các cuộc đàm phán có thể xoa dịu căng thẳng. Nhưng các nhà phân tích cho rằng nếu không bên nào giải quyết vấn đề hóc búa về việc Ukraine có khả năng gia nhập NATO thì vẫn còn đó bế tắc. Điện Kremlin cho biết họ không thể chấp nhận việc Ukraine là một nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ có quan hệ xã hội và văn hóa sâu sắc với Nga, một ngày nào đó có thể gia nhập NATO và yêu cầu loại trừ điều này. Các thành viên của khối NATO đã từ chối yêu cầu này. Trước đó vào hôm thứ Hai, Thủ tướng Đức là ông Olaf Scholz đã đến Kiev để đàm phán về khủng hoảng này. Ông là nhà lãnh đạo phương Tây mới nhất đến thăm khu vực này để thể hiện sự thống nhất với Ukraine. Cũng trong ngày thứ Hai, Mỹ cho biết họ đã cử thêm 8 máy bay chiến đấu F-15 đến Ba Lan để tham gia các cuộc tuần tra trên không của khối NATO. Trước đó, thì Mỹ cho biết có thêm 3.000 binh sĩ sẽ được cử đến Ba Lan trong vài ngày tới để tăng cường sức mạnh quân sự của khối NATO trong khu vực. Tổng thống Ukraine đã tuyên bố ngày thống nhất vào ngày 16 tháng 2 được trích dẫn là ngày xâm lược có thể xảy ra. Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi người Ukraine treo cờ của đất nước từ các tòa nhà và đồng thanh hát quốc ca vào ngày 16 tháng 2, một ngày mà một số phương tiện truyền thông phương Tây đã trích dẫn là ngày khởi đầu cuộc xâm lược có thể có của Nga vào Ukraine. Các quan chức Ukraine nhấn mạnh rằng Tổng thống Zelensky không dự đoán về một cuộc tấn công vào ngày đó, nhưng đáp lại bằng sự hoài nghi trước các báo cáo của truyền thông nước ngoài. Một số tổ chức truyền thông phương Tây đã dẫn lời các quan chức Mỹ và các quan chức khác trích dẫn ngày các lực lượng Nga sẽ sẵn sàng cho một cuộc tấn công. Ông Zelensky từ lâu đã nói rằng, trong khi ông tin rằng Nga đang đe dọa đất nước của mình, khả năng một cuộc tấn công sắp xảy ra đã bị các đồng minh phương Tây của Ukraine phóng đại quá mức, đáp trả những nỗ lực của Moscow nhằm đe dọa Ukraine và gieo rắc hoảng sợ. Nói về thiệt hại kinh tế, Ukraine đã phải chịu thiệt hại kinh tế do bế tắc này. Giá giao dịch hoán đổi nợ tín dụng kỳ hạn 5 năm đối với trái phiếu chính phủ Ukraine tăng vọt, cho thấy các thị trường cho Kiev xác suất vỡ nợ là 42%. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ là ông Jake Sullivan nói với các nhà lãnh đạo quốc hội hôm thứ Hai rằng Washington đang xem xét cung cấp cho Ukraine khoản vay có chủ quyền lên tới 1 tỷ đô la Mỹ để trấn an thị trường, một nguồn tin quen thuộc với cố vấn, nói với hãng thông tấn Reuters. Ukraine International Airlines là hãng hàng không lớn nhất của Ukraine cho biết các công ty bảo hiểm của họ đã chấm dứt bảo hiểm cho ít nhất một số máy bay của họ trên các chuyến bay trong không phận của Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã hội đàm tại Kiev với ông Zelensky. Vào thứ Ba thì ông Scholz sẽ bay đến Moscow, là quan chức phương Tây mới nhất thực hiện chuyến đi sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và hai Bộ trưởng Anh đi vào tuần trước. Thủ tướng Scholz cho biết ông không thấy lời biện minh hợp lý nào cho hoạt động quân sự của Nga ở biên giới Ukraine và rằng chúng tôi sẵn sàng đối thoại nghiêm túc với Nga về các vấn đề an ninh châu Âu. Ông đã công bố một khoản tín dụng trị giá 150 triệu euro, tức là 170 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Mỹ nói rằng Nga có thể tạo cớ tấn công Ukraine. Hoa Kỳ cho biết vào hôm Chủ nhật, Nga có thể xâm lược Ukraine bất cứ lúc nào và có thể tạo ra một cái cớ bất ngờ cho một cuộc tấn công. Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết sẽ bảo vệ từng inch của lãnh thổ NATO. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, ông Jake Sullivan cho biết, Washington sẽ tiếp tục chia sẻ những gì họ biết với thế giới để không cho Moscow có cơ hội để thực hiện một chiến lược cờ giả bất ngờ, để Nga có cớ cho một cuộc tấn công. Chính phủ Anh cho biết, Anh đang thực hiện một gói hỗ trợ quân sự và viện trợ kinh tế cho Ukraine sẽ được công bố trong những ngày tới. Thủ tướng Boris Johnson sẽ có chuyến công du đến châu Âu vào cuối tuần này để xây dựng sự ủng hộ nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc với Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine là ông Oleksiy Reznikov cho biết trên Twitter rằng Kyiv cho đến nay đã nhận được gần 1.500 tấn đạn dược từ các đồng minh, giao trên 17 chuyến bay, trong đó có khoảng 180 tấn đến từ Mỹ. Bộ Quốc phòng Canada cho biết họ đã tạm thời rút quân nhân Ukraine đến một địa điểm không được tiết lộ ở châu Âu. Canada là quốc gia có dân số Ukraine lớn thứ 3 thế giới, sau Ukraine và Nga, đã duy trì một phái đoàn huấn luyện 200 người ở miền Tây Ukraine kể từ năm 2015. Hãng hàng không Hà Lan KLM cho biết họ sẽ ngừng bay đến Ukraine và Lufthansa của Đức cho biết họ đang cân nhắc việc ngừng các chuyến bay. Một cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky là ông Mykhailo Podolyak nói rằng bất kể hãng hàng không chọn làm gì, Kyiv sẽ không đóng cửa không phận của mình vì điều đó giống như là một kiểu phong tỏa một phần. NATO cân nhắc điều thêm binh lính ở sườn Đông Nam do mối đe dọa từ Nga. Các bộ quốc phòng NATO trong tuần này dự kiến sẽ khởi động một kế hoạch có thể thành lập 4 nhóm chiến đấu đa quốc gia ở Đông Nam của châu Âu để đối phó với việc Nga tăng cường quân sự ở Ukraine, ba nhà ngoại giao cho biết. Các bộ trưởng đồng minh đã họp vào ngày thứ Tư và thứ Năm để quyết định xem có ra quân cho các chỉ huy quân sự của họ lập kế hoạch triển khai các nhóm chiến đấu khoảng 1.000 quân đội mỗi nhóm tới Bulgaria và Romania và đồng thời cũng có thể là sẽ tới Slovakia và Hungary hay không. Khi Hoa Kỳ cảnh báo về một cuộc xâm lược sắp xảy ra của Nga và Ukraine thì các nhà ngoại giao nói với Reuters rằng các bộ trưởng có khả năng đồng ý bước đầu tiên là chỉ đạo các chỉ huy đưa ra một kế hoạch chi tiết cho 4 nhóm tác chiến trên bộ. Ukraine không phải là thành viên của NATO, là liên minh không có nghĩa vụ bảo vệ nước này. Lực lượng tiếp viện ở Biển Đen sẽ cho thấy quyết tâm ở khu vực quan trọng chiến lược và các quốc gia như là Hungary và Slovakia có biên giới chung với Ukraine. Mỗi quyết định cuối cùng về việc triển khai được đưa ra sau đó, mặc dù cả Pháp và Bulgaria đều đề nghị dẫn đầu các nhóm chiến đấu lần lượt ở Romania và Bulgaria. Bất kỳ hoạt động triển khai nào cũng sẽ đi ngược lại với yêu cầu an ninh của Moscow là với việc liên minh này phải rút quân khỏi Đông Âu. NATO khẳng định rằng định dạng nhóm tác chiến được sử dụng ở Baltic không phải là nơi đóng quân thường xuyên mà là sự hiện diện liên tục của các binh sĩ luân phiên để làm kiềng ba chân cho một lực lượng phản ứng lớn hơn nếu mà Nga xâm lược lãnh thổ NATO. Tin liên quan tới cuộc bầu cử tại Úc. Mạng gián điệp của nước nào định chi phối chính trị của Australia. Vào ngày 9 tháng 2, cơ quan tình báo của Úc gọi tắt là ASIO phổ biến văn bản đánh giá an ninh hàng năm, cho biết đã phá vỡ một mạng lưới gián điệp ngoại quốc có âm mưu gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử ở tại Úc, theo BBC đưa tin. Sắp tới thì Úc sẽ bầu lại một chính phủ liên bang, nên bản đánh giá đang trở thành một đề tài gây tranh cãi trong sinh hoạt chính trị ở nước này trong những ngày gần đây. Theo bản đánh giá thì mạng lưới gián điệp do một người nước ngoài giàu có quan hệ trực tiếp và lâu dài với chính phủ nước ngoài và các cơ quan tình báo của nước ngoài. Người này sử dụng tài khoản ngân hàng nước ngoài để tài trợ cho các chi phí hoạt động gián điệp tại Úc. Người này thuê các nhân viên của Úc đi tìm hiểu, đánh giá và xác định các ứng cử viên ra tranh cử có quan điểm và lập trường ủng hộ lợi ích của chính phủ nước ngoài, hoặc là những ứng viên dễ bị chính phủ nước ngoài gây ảnh hưởng. Mạng lưới gián điệp sau đó lên kế hoạch hỗ trợ tài chính, giúp cho thông tin bằng tiếng nước ngoài và cung cấp các hình thức hỗ trợ khác giúp các ứng viên có khuynh hướng thân với nước ngoài được thắng cử. Điều đáng nói là các ứng viên ra tranh cử ở Úc đều không hề hay biết âm mưu và kế hoạch của mạng lưới gián điệp này. Khi ứng cử viên đắc cử thì mạng lưới gián điệp sẽ cài các gián điệp vào để làm việc bên cạnh những người này để thu thập thông tin mật về chính sách quốc phòng, nhân quyền, đầu tư nước ngoài hoặc là thương mại để chuyển cho chính phủ và các cơ quan tình báo nước ngoài. Các gián điệp đồng thời sẽ gây ảnh hưởng lên các chính trị gia của Úc. Khi mà biểu quyết trước Quốc hội thì các chính trị gia này sẽ bỏ phiếu cho những quyết định có lợi cho nước ngoài. Những người Úc bị cơ quan tình báo ngoại quốc nhắm tới gồm nhiều quan chức và cựu quan chức chính phủ cao cấp. Các học giả, thành viên của các tổ chức tư vấn, giám đốc điều hành doanh nghiệp và thành viên của cộng đồng sắc tộc. Ông Mike Burgess là giám đốc cơ quan tình báo Úc cho biết thông tin về thỏa thuận an ninh AUKUS, tức là giữa Úc, Hoa Kỳ và Anh, rất được các cơ quan tình báo nước ngoài quan tâm. Ông Burgess còn cho biết mặc dù mạng lưới gián điệp bị phá vỡ, nhưng cơ quan tình báo Úc luôn đặt trong tình trạng đề phòng lực lượng gián điệp ngoại quốc vẫn đang cố gắng gây dựng lại mạng lưới này, đặc biệt là trong năm nay khi diễn ra bầu cử chính phủ liên bang. Vậy thì có phải là Bắc Kinh đang chỉ huy mạng lưới gián điệp? Ông Mike Burgess từ chối nêu tên quốc gia đứng sau hoạt động gián điệp, cũng như từ chối cho biết đã xảy ra ở cuộc bầu cử liên bang, tiểu bang hay là địa phương nào, cũng như đã ảnh hưởng đến ứng cử viên của đảng chính trị nào. Tuy nhiên, các báo Úc đã nêu ra vấn đề mà họ nói là gián điệp Trung Quốc. Tờ Sydney Morning Herald và The Age cho biết nhiều nguồn tin mà họ có được đã xác nhận gián điệp Trung Quốc đứng sau âm mưu và mạng lưới gián điệp liên quan đến sinh hoạt bầu cử sơ bộ của đảng lao động tại tiểu bang New South Wales. Báo chí còn nhắc đến việc cựu giám đốc ASIO, ông Duncan Lewis, trong một cuộc phỏng vấn sau kỳ nghỉ hưu đã cho biết gián điệp Trung Quốc chính là nỗi bận tâm lớn nhất của chính phủ Úc. Ngay sau khi bản đánh giá được phổ biến, trước Quốc hội của Liên bang, Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton tuyên bố chính đảng và nhà nước Cộng sản Trung Hoa đang ủng hộ để đưa đảng đối lập lao động lên cầm quyền. Tuyên bố của ông ngầm ám chỉ Bắc Kinh đã chọn lãnh tụ của đảng lao động, ông Anthony Albanese, làm ứng viên thắng cử trong cuộc tranh cử liên bang sắp tới. Lời tuyên bố đã bị dân biểu Tony Bird thuộc đảng lao động lên tiếng bác bỏ. Ông Tony Bird cho rằng việc vu cáo ai đó tội phản quốc hoặc là bị dụ dỗ phản quốc phải được xét xử theo những điều khoản nghiêm khắc nhất. Báo chí Úc nhận xét lời tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng nhằm xác nhận các nguồn tin an ninh mà họ có được liên quan tới âm mưu của Trung Quốc nhằm can thiệp vào quá trình sơ tuyển ứng cử viên của đảng lao động tại tiểu bang New South Wales. Bản đánh giá an ninh của cơ quan tình báo Úc đang trở thành một đề tài được dư luận tại Úc đặc biệt chú ý và ảnh hưởng đến cuộc bầu cử lần này. Giá dầu duy trì đà tăng do căng thẳng Ukraine gia tăng. Giá dầu đã vượt qua mức cao nhất trong 7 năm trong bối cảnh căng thẳng rằng Moscow có thể xâm lược Ukraine và dẫn tới việc kích hoạt các lệnh trừng phạt chống lại Nga và nhà sản xuất dầu lớn thứ 3 của thế giới. Kể từ 12 giờ 18 phút UTC, hợp đồng tương lai của dầu Brent tháng 4 đang giao dịch ở quanh mức $94 một thùng. Lần cuối cùng thì dầu đạt mức đó là vào tháng 9 của năm 2014, giá đã giảm xuống dưới 20 đô la một thùng vào tháng 4 của năm 2020, sau đó giá đã tăng hơn 3,5 lần trong vòng chưa đầy 2 năm. Kể từ tháng 12 của năm 2021, giá dầu liên tục tăng. Xuất khẩu dầu của Nga đứng ở mức 5 triệu thùng mỗi ngày, chiếm khoảng 12% kim ngạch thương mại toàn cầu. Nước này xuất khẩu 2,5 triệu thùng các sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày, chiếm 10% thương mại thế giới. Phần lớn xuất khẩu dầu của Nga được phân chia theo hai khu vực. Trung Quốc chiếm 30% và châu Âu 60%. Nga chiếm 25% thương mại khí đốt toàn cầu. Trong số 23 tỷ feet khối khí đốt xuất khẩu mỗi ngày, 85% chảy vào châu Âu. Do đó thì bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga trong trường hợp có khả năng xảy ra một cuộc xâm lược ở Ukraine sẽ có tác động lớn nhất ở châu Âu. Và việc này sẽ đẩy giá dầu và khí đốt trên thế giới tăng, khiến cho các mặt hàng khác cũng tăng theo. Với kịch bản như vậy, nhiều chuyên gia không nghĩ rằng bất kỳ biện pháp trừng phạt lớn nào đối với xuất khẩu dầu của Moscow là một khả năng, đặc biệt là vì giá dầu đã ở mức cao. Các hành động của chính phủ Nga chống lại Ukraine cũng có thể dựa trên kỳ vọng này. Và đồng thời, Nga phụ thuộc rất lớn vào nguồn thu từ dầu mỏ và không có khả năng hành động theo cách nó có thể đe dọa tới nguồn cung của mình. Việc mà tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, tức là các nước thuộc khối OPEC, từ chối tăng sản lượng hàng tháng cũng góp phần làm tăng giá dầu. Tổ chức đã cam kết tăng sản lượng hàng tháng lên 400.000 thùng mỗi ngày cho đến tháng 3. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Quốc tế gần đây đã chỉ ra trong một báo cáo rằng có sự chênh lệch 900.000 thùng mỗi ngày trong cam kết sản lượng của OPEC và mục tiêu thực tế của tổ chức này trong tháng Giêng. Lo lắng về sự lạm phát trở nên tồi tệ hơn do giá dầu tăng, thì sự tăng trưởng nhanh chóng tiếp tục có thể làm tăng rủi ro về các tình trạng giống như là suy thoái ở một số quốc gia, đặc biệt là nếu chính sách tài khóa cũng đang thắt chặt đáng kể. Priyanka Kishore thuộc Oxford Economics cho biết với Bloomberg và hy vọng rằng đây không phải là ống hút làm gãy lưng lạc đà. Tổ chức này ước tính khoảng 0,2 điểm phần trăm tăng trưởng của thế giới bị ảnh hưởng mỗi khi giá dầu tăng 10 đô la một thùng. Khi thị trường náo động vì xung đột Nga-Ukraine, lo lắng về một cuộc xâm lược tiềm tàng của Nga vào Ukraine có thể thúc đẩy sự suy yếu của kho dự trữ trong ngắn hạn. Nhưng hầu hết sự suy giảm thị trường Hoa Kỳ liên quan đến địa chính trị có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nếu lịch sử có hướng dẫn. Với việc chỉ số S&P 500 đã giảm hơn 7% vào đầu năm và lãi suất trái phiếu tăng vọt, lo ngại về sự quay đầu diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang trong cuộc chiến chống lại giá tiêu dùng tăng cao vẫn đứng đầu trong tâm trí các nhà đầu tư trong năm nay, ngay cả khi các diễn biến ở nước ngoài có thể làm chao đảo thị trường trong thời gian tới. Chứng khoán đã bị ảnh hưởng trong những ngày gần đây và các nhà đầu tư đã đổ xô tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh lo lắng gia tăng về một cuộc xung đột tiềm ẩn ở Đông Âu. Vào thứ Hai thì chỉ số S&P 500 gần đây nhất đã giảm 1% trong giao dịch không ổn định. Nghiên cứu của CFRA chỉ ra rằng các cuộc đấu giá trong quá khứ từ các sự kiện địa chính trị tương đối thoáng qua. Công ty đã phân tích 24 sự kiện kể từ sau Thế chiến thứ Hai, nhận thấy chỉ số S&P 500 giảm trung bình 5,5% từ đỉnh đến đáy sau hậu quả của những sự kiện đó. Theo ông Sam Stovall là chiến lược gia đầu tư tại CFRA, thị trường mất trung bình 24 ngày kể từ khi bắt đầu sự kiện để đạt được mức đáy, nhưng đã bù lại được những khoản lỗ đó trong 28 ngày sau đó. Trong khi đó, Truist Advisory Services đã điểm lại 12 sự kiện lịch sử, bao gồm chiến tranh Iraq năm 2003, cuộc khủng hoảng con tin Iran năm 1979 và cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Chỉ số S&P 500 đã cao hơn một năm sau những sự kiện đó ở 9 trong số 12 lần, với mức tăng trung bình là 8,6%. Có lẽ không có gì là đáng ngạc nhiên đối với một chỉ số mà đã tăng khoảng 4.000% kể từ năm 1980. Tuy nhiên, một số người ở phố Wall lo ngại tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine đang gia tăng, có thể còn kéo dài đối với một số khu vực của thị trường. Ông David Kelly là chiến lược gia toàn cầu của JP Morgan Funds cho biết, một cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine có thể sẽ làm tăng giá năng lượng, trong khi giá các mặt hàng khác cũng có thể gia tăng. Giá dầu đang ở mức cao nhất trong gần 7 năm vào thứ Hai. Uống rượu champagne có pha ecstasy đã khiến một người tử vong và 8 người nhập viện ở Đức. Một người đàn ông đã chết và 8 người khác phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng sau khi họ vô tình uống phải chai rượu champagne có pha ecstasy, là một dạng ma túy hay còn được gọi là thuốc lắc, tại một quán bar ở Bavaria, theo các công tố viên Đức cho biết vào hôm thứ Hai. Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào tối thứ Bảy tại thị trấn Weiden, bang Bavaria, ngay sau khi một nhóm người đã gọi món và cùng nhau thưởng thức một chai rượu champagne. Khi cảnh sát đến quán bar, họ phát hiện những người đó đang nằm trên mặt đất và bị chuột rút. 8 người trong số họ phải nhập viện. Người đàn ông 52 tuổi đã tử vong ngay sau khi nhập viện. Cuộc khám nghiệm tử thi sẽ sớm được tiến hành. Một trong những nạn nhân đã có thể về nhà vào thứ Hai. Cảnh sát vẫn đang tiến hành thẩm vấn một số người khác ở bệnh viện. Theo một công tố viên cấp cao cho rằng, ông nghi ngờ trường hợp là ngộ sát. Nhưng có vẻ như vụ đầu độc không phải là một cuộc tấn công có chủ đích. Vị công tố viên này cho biết thêm, các cuộc kiểm tra độc chất cho thấy chất độc ở nồng độ đáng kể trong rượu champagne là ecstasy, và hiện vẫn chưa rõ bằng cách nào mà loại thuốc này được cho vào trong chai rượu. Một nghiên cứu cho thấy sự lan rộng mạnh mẽ của các loài thực vật bản địa trong thập kỷ qua là bằng chứng cho thấy sự thay đổi nhanh chóng trong hệ sinh thái vùng địa cực mỏng manh. Theo nghiên cứu đầu tiên cho thấy, những thay đổi trong hệ sinh thái vùng địa cực mỏng manh ở Nam Cực đang lan rộng nhanh chóng khi nhiệt độ ấm lên. Theo các nhà nghiên cứu, làm việc trên đảo Sydney thuộc quần đảo Nam Orkney, sự gia tăng số lượng thực vật kể từ năm 2009 là lớn hơn 50 năm trước đó cộng lại. Đồng thời với nhiệt độ không khí tăng nhanh và số lượng hải cẩu lông giảm xuống, các quần thể cỏ lông Nam Cực và cỏ ngọc trai Nam Cực đã được các nhà khoa học trên đảo nghiên cứu từ năm 1960. Nghiên cứu cho thấy cỏ lông lây lan nhanh hơn 5 lần trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2018 so với giữa năm 1960 và năm 2009. Đối với loài cây cỏ ngọc trai, sự gia tăng gần như là gấp 10 lần, theo bài báo. Trong thập kỷ qua, sự ấm lên vào mùa hè đã tăng từ 0,02 độ C lên 0,27 độ C mỗi một năm, mặc dù đã ghi nhận mức độ hạ nhiệt mạnh mẽ vào năm 2012. Theo nghiên cứu thì động lực chính của sự thay đổi là không khí mùa hè ấm lên. Một lý do thứ yếu là trên đảo có ít hải cẩu lông hơn. Người ta không biết tại sao số lượng hải cẩu là giảm, nhưng điều này có thể liên quan đến những thay đổi về nguồn thức ăn và điều kiện biển. Trong khi động lực chính từ năm 2009 đến 2018 là nhiệt độ gia tăng. Các xu hướng ấm lên dự kiến sẽ tiếp tục, sẽ có thêm nhiều khu vực không có băng được tạo ra trong những thập kỷ tới, và các nhà khoa học cho biết những phát hiện từ đảo Sydney là đại diện cho các quá trình xảy ra trong khu vực nói chung. Các nhà nghiên cứu viết trong bài báo đăng trên tạp chí Current Biology rằng, phát hiện của chúng tôi ủng hộ giả thuyết rằng sự ấm lên trong tương lai sẽ gây ra những thay đổi đáng kể trong các hệ sinh thái mỏng manh ở Nam Cực này, với hậu quả đối với tất cả các thành phần của hệ sinh thái trên cạn. Theo trưởng nhóm nghiên cứu là giáo sư Nicoletta Cannon từ Đại học Insubria ở Como, nước Ý, cho biết. Các nhà nghiên cứu đã cảnh báo, mặc dù sự ấm lên có thể có lợi cho một số loài bản địa, nhưng mà điều này làm tăng đáng kể nguy cơ hình thành các loài không phải bản địa, có thể cạnh tranh với các loài bản địa và gây ra sự mất mát không thể phục hồi của động vật hoang dã. Đa dạng sinh học bản địa của Nam Cực vốn cần hàng triệu năm tiến hóa và tồn tại. Hơn nữa, sự thay đổi thảm thực vật sẽ dẫn đến hiệu ứng domino đối với toàn bộ quần thể sinh vật của các hệ sinh thái trên cạn. Nam Cực đã trải qua các sự kiện ấm lên cho phép sự di cư tự phát của các loài từ Nam Mỹ đến Nam Cực và ngược lại. Các nhà khoa học cảnh báo rằng mức độ ấm lên hiện tại có thể đã kích hoạt sự di cư của rêu, địa y, thực vật có mạch và động vật không xương sống, được tạo điều kiện bởi hoạt động của con người, cụ thể là mức độ du lịch ngày càng gia tăng ở Nam Cực. Tiến sĩ Kevin Newsham là một nhà sinh thái học trên cạn tại British Antarctic Survey, người không tham gia vào nghiên cứu, cho biết. Nghiên cứu này cho thấy số lượng các loài thực vật này sẽ tăng lên nữa khi Nam Cực ấm lên trong những thập kỷ tới, dẫn đến việc phủ xanh nhưng cũng có thể làm tăng rủi ro đối với các hệ sinh thái liên quan đến việc hình thành các loài thực vật ngoại lai. Vì sao lãnh đạo Việt Nam giữ các lễ của Phật giáo và của tín ngưỡng truyền thống? Vào đầu xuân Nhâm Dần có thêm một sự kiện khiến cho người ta chú ý ở Việt Nam, đó là các lễ truyền thống với sự tham gia của quan chức và lãnh đạo cao cấp. Các báo Việt Nam cho hay hôm 7 tháng 2, Bí thư Nguyễn Văn Nên dự lễ khai ấn và hạ nêu tại lăng tả quân Lê Văn Duyệt. Cùng ngày thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham gia lễ tịch điền ở Đội Sơn, Hà Nam. Một truyền thống đã bỏ từ thời vua Khải Định nhưng được phục dựng vào năm 2009. Theo sự tích của vua Lê Đại Hành cai tịch điền lần đầu tiên dưới chân núi Đội vào năm Đinh Hợi 987. Những nghi lễ tương tự của ông Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Việt Nam khác được lặp lại với sự có mặt của các vị sư sãi thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở nhiều nơi khác trong nhiều dịp khác nhau. Hồi tháng 10 năm 2021, báo Việt Nam đăng trang trọng trên trang nhất tin bài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội là Vương Đình Huệ là gửi vòng hoa kính viếng Đại lão Hoàng thượng Thích Phổ Tuệ. Quan chức Việt Nam cũng thường thăm viếng đại diện của các đạo giáo khác như là Công giáo. Nhưng đài báo của Việt Nam thường ưu tiên đưa tin bài về hoạt động của các nhà lãnh đạo dành cho các sự kiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tín ngưỡng truyền thống. Ngoài ra, gần đây các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam không chỉ dự lễ mà còn hành lễ như là dâng hương, hạ ấn, cai ruộng, đặt mình vào vị thế của thành viên cộng đồng tín ngưỡng và niềm tin đó. Và tất cả những điều này đã gây ra nhiều bình luận. Chẳng hạn như một cây bút ở Việt Nam, kỹ sư Dương Quốc Chính cho rằng Phật giáo ở Việt Nam bây giờ cũng gần như là quốc giáo. Đảng tuy không chính thức công nhận điều đó, nhưng nhìn cách ứng xử của lãnh đạo đảng và chính phủ là biết lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất được trọng vọng. Các vị trưởng lão hòa thượng, lãnh đạo giáo hội khi viên tịch là có tứ trụ đến viếng là đủ hiểu. Một số nhà nghiên cứu nước ngoài thì cho rằng trong quá trình chuyển sang nền kinh tế tư bản, tôn giáo ở Việt Nam không mất đi ý nghĩa mà tiếp tục tồn tại. Hôm 10 tháng 2 năm 2022, trang Quân đội Nhân dân ở Việt Nam có đề cập đến hiện tượng thờ cúng trong quan chức và thừa nhận một trong những trăn trở không ít của cán bộ, đảng viên hiện nay là tham gia đời sống tâm linh như thế nào cho phù hợp để không vi phạm những điều đảng viên không được làm. Chẳng hạn nhiều mê tín hay là hoạt động mê tín, ủng hộ hoặc là tham gia các tôn giáo bất hợp pháp hoặc là lợi dụng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi. Nêu ra vấn đề như vậy, bài báo giải thích. Ranh giới giữa hoạt động tâm linh với hoạt động mê tín dị đoan thường rất mỏng manh. Sau năm 1975 ở miền Nam, thái độ ban đầu của chính quyền là phủ nhận gần như toàn bộ triều Nguyễn và các đại công thần của vua Gia Long mà tả quân Lê Văn Duyệt là một nhân vật tiêu biểu. Nhưng ngày hôm nay, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhắc lại, Lê Văn Duyệt để ghi công bao thế hệ tiền nhân đã hy sinh xương máu, công sức dựng xây, bảo vệ để cho chúng ta có được độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Hiện chưa rõ bước tiếp theo có phải là nhà nước Việt Nam sẽ phục hồi đúng vị trí lịch sử của các vua nhà Nguyễn hay là không, theo BBC đưa tin. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Theo bản tin dịch COVID-19 của ngày 14 tháng 2, Bộ Y tế cho biết có 29.413 ca mắc COVID-19. Trong ngày có 6.193 ca khỏi bệnh và 91 ca tử vong. Trong số các ca COVID-19 mới, Hà Nội ghi nhận số ca mắc cao nhất với 3.507 ca. Các khu vực ghi nhận có số ca trên 1.000 là Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Lạng Sơn, Nam Định, Thái Nguyên và Phú Thọ. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.540.273 ca nhiễm với 39.037 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 2.232.947 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.640 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 13 tháng 2 đã có 247.072 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy thì tổng số liều vaccine đã được tiêm là 186.127 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79,21 triệu liều và tiêm mũi 2 là 74,74 triệu liều và tiêm mũi 3 là hơn 32 triệu liều. Thưa quý vị, trong một bản tin vui hơn, hàng trăm người đã kết hôn hàng loạt trong buổi lễ ngày lễ tình nhân ở Mexico. Với những giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc bên dưới chiếc khăn che mặt, hơn 660 cặp đôi đã kết hôn vào thứ Hai tại một đám cưới hàng loạt vào ngày lễ tình nhân ở Mexico. Cặp đôi mới cưới bao gồm Francisco Calvo, 74 tuổi, và Rosalba Silva, 67 tuổi. Hai quá phụ đã gặp nhau cách đây 5 năm. Tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội khác, nhưng tình yêu đến vì tình yêu đã đến. Silva nói, mỉm cười bên cạnh người chồng mới trong buổi lễ ở ngoại ô thành phố Mexico. Còn đối với Jonathan Garcia, đám cưới hàng loạt gần như là một phong tục của gia đình. Hai chị em gái trong gia đình chúng tôi đã kết hôn theo cách này và chúng tôi thấy họ rất là hạnh phúc, nên chúng tôi nói chúng ta hãy tiếp tục truyền thống này, người đàn ông 40 tuổi chia sẻ. Maria Randon là một quan chức hội đồng ở Ciudad Názaro, Colorado, cho biết đám cưới đại chúng thiếu sự thân mật, nhưng thế vào là nó bù đắp bằng những đặc quyền như là giấy chứng nhận kết hôn miễn phí. Cô thừa nhận tập hợp 661 gia đình ở một nơi là một thách thức khá lớn, nhưng nó xứng đáng với những gì là một sự kiện rất xúc động cho vợ chồng, cho gia đình và cho chúng tôi, những người chứng kiến nó, cô chia sẻ. Sau đây là cập nhật tỷ giá hối đoái vào thời điểm tối ngày thứ Hai. Một giá kim bằng 0,7851 Mỹ Kim và bằng 0,6943 euro. Một giá kim bằng 17.817,7 đồng Việt Nam. Và một Mỹ Kim bằng 22.695,94 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 95 đồng 01 Mỹ Kim một thùng. Và giá dầu thô Brent là 96 đồng 11 Mỹ Kim một thùng. Và giá vàng là 1.876,28 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada buổi tối do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Tin tức Canada và thế giới được cập nhật liên tục trong ngày trên kênh Culture Channel và sẽ gửi đến quý vị 2 lần mỗi ngày thông qua kênh YouTube này. Nếu quý vị thấy chương trình này hữu ích thì mong quý vị đừng quên bấm like, phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này tốt hơn. Và nếu quý vị chưa đăng ký kênh thì mời quý vị hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Và sau cùng thì chúng tôi xin kính chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và thân ái chào tạm biệt. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch, hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca/covid-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario.